Xin kính chào quý vị và các bạn. Đợt mưa lớn vẫn đang tiếp diễn diện rộng ở Bắc Bộ và trên khu vực tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 9 giờ ngày 30 tháng 7 đến 9 giờ hôm nay 31 tháng 7, huyện Cẩm Khê ghi nhận lượng mưa lớn là 123,4 mm. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Do mưa lớn xảy ra liên tục, nước thượng nguồn liên tục đổ về, vì thế trên các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, lũ quét, sạt lở đất thường ập đến bất ngờ và có thể gây thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở, ngập lụt để chủ động phòng tránh, không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không đánh bắt cá, vớt củi, quan sát thấy dấu hiệu lũ quét, sạt lở đất, cần chủ động sơ tán, thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 27 đến 31 độ. Cuối bản tin là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.